Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Tiên Điền vừa tổ chức ra mắt mô hình kinh tế do chị Trần Thị Xuân ở tổ dân phố Hòa Thuận làm chủ. Mô hình trồng hoa giấy kết hợp chăn nuôi của chị Xuân có quy mô trên diện tích 700 m², vốn đầu tư 500 triệu đồng. Bước đầu, mô hình cho doanh thu khoảng 650 triệu đồng một năm. Thu nhập mang về cho gia đình khoảng 150 triệu đồng và giải quyết việc làm cho 2 lao động địa phương. Sau một thời gian đi lao động ở nước ngoài trở về quê hương, chị Xuân đã trải qua lao động nhiều nghề nhưng thu nhập không cao. Với quyết tâm dám nghĩ, dám làm, chị Xuân đã mày mò ra Nam Định học nghề trồng cây hoa giấy. Tận dụng lợi thế vườn rộng, chị đã ươm ghép thành công nhiều loại hoa giấy được người tiêu dùng ưa chuộng và có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, chị còn kết hợp chăn nuôi bò và hàng trăm con gà mỗi lứa. Thời gian qua, ngày càng có nhiều mô hình kinh tế trên địa bàn huyện được thành lập do phụ nữ làm chủ, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và giải quyết việc làm cho các lao động khó khăn.